Cường độ của tinh thần lực 113,5 vạn, độ thuần của tinh thần lực 20,3 đây sao có thể chứ, độ thuần tinh thần lực 20.3 còn hơn mình gấp 5 lần, tinh thần lực của tinh thần niệm sư mỗi lần thuần hóa một chút đều vô cùng khó khăn, tương đương đem khăn tắm bình thường không ngừng xếp chồng lên nhau, nén lại cho đến khi biến thành khăn tắm bị nén vẫn có độ cứng nhỏ, chứ chưa nói đến trình độ gấp 5 lần này, khổ tu chỉ 2 năm, mình chỉ mới nâng cao được một chút, năm nay cậu ta chỉ 18 tuổi, thực lực đúng là quá khoa trương rồi một từ thiên tài không thể hình dung được cậu ta chỉ có thể dùng từ châu bò, rất là châu bò, vô cùng châu bò, châu bò đến mức sắp lên trời rồi, Lục Thánh có phải cậu có thầy đúng không? Trước đây đã học qua công pháp tu hành của tinh thần lực đúng không? Tôi có sư thừa, thầy của tôi đã truyền dạy cho tôi một công pháp tu luyện độc đáo của tinh thần lực, cùng với kỹ xảo và phương pháp sử dụng tinh thần lực, quả nhiên có sư thừa mới là bình thường, nếu như Lục Thánh không có thầy, hoàn toàn dựa vào thiên phú của bản thân đi đến bước này, mình thật sự không thể chấp nhận nổi cho dù có là thầy cũng đủ để chứng minh thiên phú của bản thân cậu ta rất mạnh, có lẽ cậu ta đã thức tỉnh thiên phú chưa được bao lâu đúng, không chưa đến 3 tháng, thức tỉnh 3 tháng cường độ của tinh thần lực đã đạt đến cấp 3, còn có độ thuần cao đến như vậy, cho dù là trong hiệp hội tinh thần niệm sư thêm mấy chục năm, cũng khó xuất hiện một quái vật giống như cậu, tinh thần niệm sư cũng có hiệp hội sao, nó hoàn toàn không phải là cùng một hệ thống với hiệp hội võ đạo, bởi vì thức tỉnh thiên phú của tinh thần niệm sư quá là hiếm. Cho dù số người của Long Quốc chúng ta trên cơ bản đều rất lớn, Người có thiên phú thức tỉnh tỉnh tinh thần niệm sư cũng chưa đến một phần trăm, có lẽ là thầy cậu cố ý không cho cậu biết sợ ảnh hưởng đến tu hành của cậu. Dù sao hiểu biết càng nhiều thứ thì càng nhiều tạp niệm, độ thuần của tinh thần lực cũng giảm xuống. Nhưng một thiên tài giống như cậu tôi vẫn hy vọng cậu có thể gia nhập vào hiệp hội, hiệp hội sẽ cung cấp càng nhiều tài nguyên để giúp cậu tu hành. Đây là tín vật của tôi, đem nó lấy hiệp hội, bọn họ sẽ cung cấp giúp đỡ tương ứng cho cậu. Thật ra tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của thầy. Mỗi lần tiếp nhận chỉ đạo của ông ấy, phương thức đều rất thần bí thầy của cậu có lẽ là một người rất lợi hại một người bình thường có thiên phú mạnh như lục thánh sau khi khai thác sớm muộn gì cũng được xem là một cục vàng thầy trong miệng cậu ta nói lại để cho cậu ta tự phát huy thậm chí còn không muốn lộ diện chỉ có nhân tài ở tầng tự cao mới có thể có phong cách hình sự như vậy quả nhiên trên thế giới này không có thiên tài vô duyên vô cớ bây giờ tiếp tục dùng thiên phú làm lý do đã rất khó giải thích rồi hay chi bằng dứt khoát thừa nhận thầy của mình đến từ một vạn năm sau của tương lai nhỉ thực lực đạt đến cấp 11, có tên là Đoàn Ý Phong. Mặc dù mọi người nói chuyện rất là vui vẻ, nhưng tôi vẫn muốn cắt ngang một chút. Hôm nay tìm đến cậu đến đây là có vài chuyện muốn thương lượng với cậu. Mời nói, chuyện thứ nhất cho cậu, ở đây có 500 vạn, mặc dù chạy huấn luyện vẫn chưa kết thúc, nhưng có lẽ cậu là người đứng nhất trong chạy huấn luyện lần này. Đây là phần thưởng ngoài do cậu biểu hiện đặc biệt xuất chúng, cậu không nên không hài lòng. Đây là con số giới hạn lớn nhất mà chúng tôi xin được. Quân khí của quân khu vực quân đội Đông Bộ từ trước đến nay đều rất khó khăn lần này đại đa số tiền vốn hỗ trợ cho chạy huấn luyện toàn bộ đều bỏ lên một ngày ba bữa của các đám học sinh như cậu tiểu tử cậu là thánh ăn nổi tiếng nhất trong trại huấn luyện cộng thêm số tiền cậu ăn nếu cộng lại cũng hết tầm bảy trăm tám vạn gì đó bảy trăm tám vạn thì ra những món đồ ăn đó lại đắt như vậy sao vậy sau này không phải là mình không thể ăn được nữa rồi sao bạn học lục thánh mặc dù đây là số tiền hơi ít một chút nhưng cũng đủ để chứng minh thành ý của khu vực quân đội đông bộ chúng tôi đây là chuyện thứ hai khu vực quân đội đông bộ đây được xem là chiêu mộ sao thông minh có thể hiểu là như vậy có lẽ cậu hiểu một kỳ tài võ đạo như cậu sau này cho dù có như thế nào cũng phải lên chiến trường giết địch huyết thiết đúc kiếm lấy dịch tế hồn trong khu vực an toàn không thể nuôi nổi vỏ thánh chân long quốc gia và võ minh cho võ giả nhiều đặc quyền và ủng hộ như vậy cũng không phải là để võ giả hưởng thụ không cậu sớm muộn cũng sẽ đi đến bước đó chúng tôi hy vọng là đợi khi cậu đối diện lựa chọn khu vực quân đội có thể ưu tiên suy nghĩ đến khu vực đông bộ của chúng tôi trước hơn nữa khu vực phía Đông chúng tôi còn có một ưu thế đấy, nữ binh của khu vực quân đội chúng tôi có thể nói là cực phẩm của toàn quốc, cái nhan sắc đó, cái body đó, mỗi người đều có ngực lớn chân dài, còn có một chuyện cuối cùng, chúng tôi quyết định để cậu đại diện cho thiên tài của tỉnh Đông Ninh tham gia cuộc tuyển chọn Hải Minh Tướng Tinh của tỉnh đồng bộ, Hải Minh Tướng Tinh, không sai tất cả tỉnh đồng bộ mỗi năm đều tổ chức trại huấn luyện cho thiên tài. Mục đích chính là chọn ra một người, trong vạn người dự bị thiên tài có thật sự có tiềm chất tướng tinh có lẽ cậu biết tướng tinh đại diện cho cái gì đúng không tôn sư khải minh tướng tinh chính là tông sư tương lai tướng tinh dự bị người như vậy mỗi năm cả đông bộ chỉ có một người mà người này chính là người được chọn ra từ trong tất cả các thiên kiêu lục thánh cậu suy nghĩ đi tôi sẽ đi lục thánh đáp nếu như đã sống ở thời đại này có một vài việc không để tránh né được khi mình muốn lấy sức mạnh của bản thân để thay đổi vận mệnh của cả dân tộc nhất định phải cố gắng xoay chuyển tình thế làm ngọn lửa bừng cháy lên tôi và tổng giáo quan đông đều vô cùng tin tưởng năng lực của cậu nếu như đến ngay cả cậu cũng không được thế thì tôi cũng không nghĩ ra khóa lần này của tỉnh đông ninh còn có người nào có thể làm được còn quên nói với cậu phần thưởng của cuộc tuyển chọn lần này là do khu vực quân đội đông trực tiếp phát còn hậu hĩnh hơn nhiều so với một trại huấn luyện nhỏ bé như chúng tôi lấy ra tôi hiểu rồi chỉ có để lộ ra càng nhiều tài năng tài nguyên lấy được sẽ nhiều hơn cách cuộc tuyển chọn khả minh tướng tinh chỉ còn thời gian mấy tháng đợi đến tất cả các trại huấn luyện của các tỉnh sau khi kết thúc mới có thể chính thức bắt đầu đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu biết dù sao cũng không để cậu bỏ qua kỳ thi đại học với thực lực của cậu có thể tham gia đại học hay không cũng không sao quan trọng võ đạo của các đồng bộ thì tùy ý cậu chọn thế tôi có thể ở lại tại huấn luyện không tùy thôi tôi không phải đã nói với cậu là muốn làm gì thì làm sao không muốn ở thì có thể đi bất kỳ lúc nào thế thì tôi sẽ lại thêm một khoảng thời gian nữa không còn chuyện gì thì tôi về trước đây tôi dám cá tên tiểu tử này ở lại tuyệt đối là vì đồ ăn không ngờ đông tình tiết tôi còn có lúc vì một thiên phú mà đố kỵ với một người nào đó đúng vậy nhưng mà cậu ta không giống với chúng ta cậu ta được định sẵn không phải người bình thường tôi dám khẳng định lục thánh nhất định sẽ sản sinh ra thay đổi kinh thiên động địa